Trước đó, Trần Văn Công cùng đồng bọn có hành vi rải tờ rơi quảng cáo dịch vụ cho vay nặng lãi trên tuyến đường quốc lộ 22B, đoạn qua khu phố Hiệp Trường, xã Hiệp Tân, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh, đã bị lực lượng công an phát hiện và mời về làm việc. Tăng vật thu giữ gồm một xe mô tô, 5.989 tờ rơi có nội dung cho vay trả góp. Mở rộng điều tra, kiểm tra nơi ở của đối tượng, công an còn thu giữ thêm được 2 sổ thu tiền vay cùng rất nhiều giấy tờ các loại, giấy biên nhận ghi nợ. Qua xác minh, đối tượng Công đã thực hiện hành vi cho hơn 80 người vay tiền trên các địa bàn huyện Hòa Thành, Châu Thành, Gò Dầu, Bến Cầu và thành phố Tây Ninh với tổng số tiền giao dịch lên đến trên 1,8 tỷ đồng, mức lãi suất từ 20% đến 30% trên một tháng. Công khai nhận đã thực hiện hoạt động cho vay nặng lãi từ tháng 7 năm 2019 đến nay, thu lợi bất chính trên 200 triệu đồng từ người dân.